À, thầy Trung chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy Trung sẽ làm tiếp ba cái tuổi tiếp theo ha, tỷ Dậu Sửu trong cái tháng 9 âm lịch ha. Thì chúng ta phải nghe kỹ ha. Có những cái tuổi thầy cũng đã nói hết rồi ha, có những người nói thầy ơi sao thầy không có nói gì cái tuổi đó, thầy nói hết ha, không có thiếu. Tại vì thầy ghi rõ trong đây lắm, thầy không thể nào thiếu được. Có người nói là cái tuổi giống như gì đó Mậu Thìn đó ha, có hết ha. Chúng ta nghe lại ha. Đôi lúc tại vì nói tới tất cả là 3 tuổi. 3 tuổi tỷ Dậu Sửu mà một cái tuổi vậy thì nó đương nhiên là thí dụ thầy nói nó nói tới năm can, năm can là năm mà năm là năm lần 3 thì nhiêu 15, cái tất cả là 15 người ha. Tất cả coi lần một lần 15 người cái hạn trong tháng 9 đương nhiên nó phải dài nên thầy cũng phải nói hơi nhanh, hơi lẹ. Chứ thầy nếu mà nói từng cái tuổi á thì nó rất là nhiều ha. Đó, một cái tuổi thôi nhưng mà cái tuổi thí dụ thầy nói giống như thầy tỷ tỷ mà cái gì tỷ, thí dụ như là Ất tỷ, Đinh tỷ, Quý tỷ ha, nó nhiều cái tỷ. Đó, chứ không phải nói về cái tuổi, thí dụ nó cái tuổi không đó, thì đương nhiên đó, thì nó hơi phiến diện ha. Tỷ nó có nhiều, tỷ mạng hỏa, mạng thổ, mạng kim. Thì hôm nay thầy nói tiếp về vấn đề gọi là cái tháng 9 âm lịch ha. Tháng 9 âm lịch thì thầy đã nói thuộc về nó là tháng Nhâm Tuất ha. Nhâm Tuất thì thiên can nó thuộc về gọi là chữ Nhâm đó, mà địa chi nó thuộc về là chữ Tuất ha. Thì thiên can nó thì Nhâm thì nó thuộc về ngũ hành thủy, còn chữ Tuất chi thì ngũ hành thổ, nạp âm của nó là đại dương thủy, đại hải thủy, nước biển rộng. Thì thầy xem trong cái tuổi mà gọi là tỵ dậu sửu trong cái tháng này là như thế nào, thì thầy nói trong cái tháng 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 nhâm nhâm thì đương nhiên là nó gì, nhâm thì nó hợp với đinh, nhâm thì nó hợp với đinh, mà trong khi thì nó phá bính. Thì tất cả những người mang chữ bính thì chúng ta thì đương nhiên ha, thì nó cũng phải nó hơi không được được đẹp lắm ha. Đó, chữ phá phá là sao, là đau khổ, là hại với nhau. Nó là gặp mà hại với nhau thì sao, thì gặp việc chuyện bực mình ha. Thì mà chữ mà chúng ta đôi lúc khi á, nhiều đôi lúc khi nếu nó cũng xung ra đó, mà để nó hòa giải đó, những chuyện nó nổ ra thì đương nhiên mỗi nào nó mới êm lại. Còn đôi lúc chúng ta nó hợp đó, thì nó giống như là có sự hợp tan ha. Khi hợp lại thì nó sẽ tan ra, hãy tan rồi thì sẽ hợp, giống như chúng ta giống như buổi tiệc vậy ha. Buổi tiệc thì đương nhiên mới đầu thì hợp lại thì vui vẻ, thì hết buổi tiệc thì nó sẽ tàn đi. Thì cái gì nó cũng có vui có buồn lẫn lộn với nhau, thì nó có hên có xui là vậy. Thì thầy nói hôm nay về cái nói về chữ nhâm ha. Nhâm thì nó nhâm hợp đinh phá bính, nhâm hợp đinh phá bính mà nó xung với chữ chữ mậu. Thì hôm nay thì nói về cái vấn đề mà tỵ dậu sửu thì nói tất cả đều là căn âm ha. Căn dương thì nó kết hợp với căn âm thì đương nhiên là nó thuận lý hơn. Âm dương mới gọi là đạo, âm dương thì nó mới gọi là hòa, nó không xung nhau. Thì hôm nay thầy nói về cái tháng Nhâm Tuất, bây giờ thầy nói về cái là tỵ dậu sửu, bắt đầu thầy nói về cái tuổi tỵ trước. Tuổi tỵ trước thì cái thiên can á, thì đương nhiên nó là lộc trời cho từ cái thiên can nhâm, mà chữ nhâm thì lộc tồn ở ở Hợi ha. Nó lộc tồn ở Hợi. Thì bên đây là cung Đồi, bên đây là cung Tý, thì bên đây là Tây, bên đây là Bắc. Thì đi dương nhiên thì cái lộc năm nay nó sẽ cái tháng 9 thì nó sẽ nhảy về cái hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc. Mà Tây Bắc thì chúng ta biết Tây Bắc là hướng đó là cung Càn. Thì những cái người mà cung Càn thì trong cái Bắc Quái ha, thì đương nhiên nó cũng hưởng được cái lộc mà thì trời cho ha, trời cho là mình may mắn ha, kiếm tiền dễ dàng. Thí dụ như cờ bạc thì đương nhiên một quýnh nó cũng trúng, nó thì nói vậy đó ha, những cái may mắn thí dụ thì nói vậy đó, nó những cái may hơn người ta. Rồi thì nói về cái tuổi tỵ ha, bắt đầu nói tuổi tỵ trước nha. Nhớ là tuổi tỵ thầy nói tất cả đều năm cái tuổi tỵ hết, là không thể nào thiếu hết. Bây giờ thầy nói là Ất tỵ ha. Ất tỵ thì Ất tỵ thì chúng ta biết là nó thuộc về cái gọi là mạng gọi là phúc đăng quả ha. Ất tỵ mà chỉ Ất thì nó thuộc về cái ngũ hành mộc ha, mà thì cái tuổi Nhâm Tuất thì thuộc thì nó ngũ hành, nó hành hành thủy thì thủy thì nó dưỡng mộc ha, mà mạng quả quả thủy quả này thì nó cũng không khác ha. Tại vì cái chúng ta biết đại dương thủy thì đương nhiên chúng ta thấy ngọn hải đăng thì chúng ta đặt ở đâu? Thì chúng ta đặt ở
ở những cái mũi giống như mũi né, mũi cây gà thì cũng ở ngoài biển, mà những cái khu mà nó nhô nhô ra để cho những gọi là soi rọi cho những cái tàu thuyền bè là chúng ta gọi là đi biển đó, để chúng ta thấy đó, nó soi rọi đó. Còn ngày xưa nó là cái thí dụ như là nó cũng là ngọn đèn dầu đó, ngọn đèn trong đó, ở trong nhà mình nó cũng là phúc đăng quả. Chúng ta phải hiểu rộng ra phúc đăng quả là như vậy, chứ không phải giống là phúc đăng quả là chúng ta là nghĩ là ngọn đèn hải đăng không đó. Thì ngọn đèn hải đăng ngày xưa thì nó thì nói chung là nó cũng phải được gọi là nó có bóng là nó che lại ha. Giờ nó thời buổi hiện đại nó cũng là bóng đèn điện ha, nhưng mà nó gặp thủy, như là đại đại dương thủy mà trời mưa xuống thì đương nhiên ngọn hải đăng là sao, mưa quá thì ta đâu có thấy, nó mờ hết ha, nó không tắt thiệt nhưng mà cũng không thấy ai được cái ánh sáng của nó đó. Thì đương nhiên cái tuổi Tỵ này trong cái tháng 9 này ha, thì nói tương đối tốt ổn ha, may mắn. Rồi thầy nói tới Ất Tỵ xong rồi thầy nói Ất Tỵ xong rồi thầy nói về chữ chữ Đinh Tỵ ha, Đinh Tỵ, Đinh Tỵ. Thì Đinh Tỵ thì đương nhiên nó là sa trung thổ ha, mà Đinh thì hợp với Nhâm nữa thì quá tuyệt vời ha. Đinh thì hợp với Nhâm nữa thì nó cũng không sao, mà sa trung thổ thì được vấn đề gọi là nước biển nó giống như sóng xô bờ cát ha. Nó cũng nó bồi đắp ha, nó bồi đắp thì nói chung là tốt cho cái tuổi Đinh Tỵ trong cái tháng 9 này ha. Chúng ta đi cầu quan cầu việc, đi thư kiện, chúng ta đi cầu tài buôn bán, chúng ta làm hợp đồng, thì đối với tuổi Đinh Tỵ này trong cái tháng tháng 9 này ok ha, tháng tức, tại vì tháng tức này nó cũng là thổ dưỡng đó ha. Nó thổ dưỡng nghĩa là cái tháng tuổi Đinh Tỵ này là quá tuyệt vời trong cái tháng 9. Tài tiền đều vô trong cái tháng 9 này đối với cái tuổi Đinh Tỵ theo ý trời lẽ trời. Mọi việc thì có nó xấu thì nó cũng quá giải, tại vì nó hợp quá, Đinh hợp Nhâm thì nó quá, mà khi nó quá thì đương nhiên sao, thì đương nhiên nó phải tốt thôi, nó quá là quá giải, quá là hòa hòa giải thì được có sự hòa giải thì điều đó là điều cực kỳ đó, cực kỳ tốt ha. Thầy nói về cái tuổi mà Đinh Tỵ xong rồi thầy nói tới Bính Đinh, chữ Kỷ Tỵ ha, tới Kỷ Tỵ. Kỷ Tỵ thì đương nhiên là 1989 ha, mạng đại Lâm Mộc ha. Chữ Kỷ này trong cái tháng 9 thì đương nhiên Kỷ thuộc thổ bên kia thì nó cũng được luôn ha. Thì chúc mừng cái tuổi Tỵ thì trong cái tháng 9 này tuổi Tỵ cũng rất là tốt, không có sao hết. Rồi thầy tới Tân Tỵ ha, Tân Tỵ thì Tân Tỵ thuộc gọi là Bạch Lập Kim Vàng Chân Đèn, Kim Sinh Thủy, thì cái tuổi này đặc biệt ha. Thì nhà chữ Canh Tân rồi tới là Nhâm Quý ha. Thì đương nhiên tuổi này hơi hao tài nha, tuổi Tỵ cái tháng 9 là hơi hao tài nè. Rồi chữ Quý Tỵ ha, Quý Tỵ thì nó thuộc về là Trường Lưu Thủy, Trường Lưu Thủy thì nước, đúng là Trường Lưu Thủy là nước sông dài, giống như chúng là sông Mekong, nước thì nó sẽ đổ và nó đổ ra biển. Nhưng mà có một cái thì nói chung là cái tháng này đối với tuổi này vẫn làm có tiền hay làm tiền, nhưng mà cũng chi tiêu nhiều, chi tiêu nhiều, có giàu thì có ra, nói chung là cũng được đi ha. Tại vì chữ Nhâm thì Nhâm Quý thì nó độc hành với nhau, Nhâm Quý, Nhâm nó cũng thủy mà Quý cũng là thủy, Trường Lưu Thủy thì nước, sông thì nó chảy chảy ra biển, thì nó hai cái nói chung là làm có tiền mà hơi hơi hao, giống như nước chúng ta nó cũng không không ngăn được, nhưng mà nói chung là tốt nha Quý Tỵ. Rồi thầy nói tất cả là năm cái tuổi Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ, năm cái tỵ đều có hết rồi ha. Rồi thầy chỉ qua đầu tuổi Tỵ, qua tuổi tuổi Dậu ha, tuổi Dậu. Thì bây giờ thầy nói về cái là Ất Dậu trước ha. Ất Dậu thì nhỏ là 2005 ha, 2005. Nếu mà lớn nữa thì là 19 gọi là 45 ha. Ất Dậu mạng là Tuyền Trung Thủy, nước mạch, nước giếng, thì đương nhiên gọi là thường thì nước biển nước này nọ thì đương nhiên thì nó cũng sao, nó nằm trên nước này thì nằm dưới, thì đương nhiên thì nó là nước mạch thì nó cũng ngấm ngầm nó hút xuống thì cũng không sao hết ha. Thì đương nhiên nó cũng có lợi trong cái tháng 9 này thôi đối với cái tuổi gọi là tuổi là Ất Dậu. Rồi thầy nói tuổi Đinh Dậu ha, Đinh Dậu, Đinh Dậu thì Đinh Dậu thì tuổi nhỏ thì 2017, thì nếu mà lớn thì 1957 ha, là tuổi Đinh Dậu.
nam nữ tuổi con gà thì mạng gọi là sơn hạ quả, lửa dưới chân núi, thiên thượng quả là lửa trên trời đó. Còn thiên hạ quả là lửa chân núi, là giống như là thiên thượng quả là giống như là quả này ánh nắng giữa giờ ngọ vậy đó ha, à, tuổi ngọ. Còn cái này nắng về chiều ha, nắng về chiều giống như ta nói là dậu là sao, à, giống như mà buổi chiều chúng ta xuống núi, mặt trời xuống núi ha, à, nó sắp tắt, thì nói chung là lửa chân núi mà lửa lập lè sắp tắt, à, ánh lửa thí dụ như mà nó gặp đại dương thủy thì đương nhiên thì sao, thì ánh nắng nó sẽ được gọi là nó kéo dài hơn. Còn thí dụ như chúng ta mà gặp tới cái tháng mà đại lâm mộc thì sao, à, lửa chân núi thì nó tắt còn lè nữa ha, nó khuất núi thì nó thì trong cái tuổi đinh dậu này thì tốt ha, đinh thì nó hợp nhâm, thủy với quả này nó tương phản, nó phản chiếu với nhau ha, nó tốt ha, không có gì, nó không khắc, nó không khắc. À, thì chúc mừng cái tuổi đinh hợi ha. Thì tất cả những người mang chiều chữ đinh đều đẹp hết nha thầy nói nha, chữ đinh là quả cái tháng nhâm này là quất là ok ha. À, thì thường thường ta nó hợp quá hợp lẽ trời á, nó là trời đất thương mình ha, nó thương mình, trời đất không thương mình là thôi, cũng theo ông bà sớm đó. Rồi thầy nói về cái tuổi đã đinh dậu xong rồi, tới thời là kỷ dậu ha, kỷ dậu thì 1969 đại trạch thổ, thì đương nhiên chữ kỷ dậu này thì đại trạch thổ này thì đương nhiên nó cũng khắc gọi là thủy ha, khắc thủy thì cũng được, cũng không sao, tuổi này cũng có tài, à, nhưng mà nó hơi khó khăn một chút, một việc thì phải hơi nhẫn nại một chút ha, tại vì nó khắc. Tự nhiên là nước của mình thì đương nhiên nó tới làm cho cái thổ mình nó cũng gặp cũng gọi là cũng hơi bị tan lở ha, thì nói chung là cũng được khắc, mà nó khắc sức được, nó ngăn được thổ được, nhưng mà đôi lúc thì mình cũng gặp nhiều cái chuyện bực bội thì ráng cố gắng qua ha, nhẫn nại thì mọi việc sẽ ổn thành công. Rồi thầy nói về cái tuổi Tân Dậu, Tân Dậu là 1981 ha, Tân Dậu 1981 thì mạng gọi là thạch lụ mộc, thạch lụ mộc thì đương nhiên thủy thì này nó cũng là dưỡng mộc chứ cũng không sao hết ha. Thì bây giờ ta nói giống như cây thạch lụ mộc trên đá thì có hơi nước ha, biển mà nước nó đưa vào ha, thì đương nhiên nó cũng làm cho mát, mát cây, thì dù nước gì không biết thì đương nhiên hay mà cây thì gặp nước thì nó sẽ hút. Chúng ta thấy ở những cái biển, những núi ha, biển thì đương nhiên ha, thì cỡ nào ha, thì nó vẫn sống được, tuy là dưới thì nước mặn nhưng mà ở trong thì tại vì cái thạch lụ mà này nó mọc trên đá ha, thì nó sức sống rất mãnh liệt, nói chung là tốt ha. Trong cái tháng tháng chín này đối với tuổi Tân Dậu là ok ha. Rồi tới Quý Dậu ha, Quý Dậu thì 1993 là kiếm phong kim ha, nhưng mà chữ nhâm thì đương nhiên bắt đầu là chữ quý, nhâm với quý, nhâm là chị mà quý là em ha, thì nó cũng đồng hành thì nó ok chứ không có cái gì hết. Mà kim sinh thủy nữa thì nói chung tháng đó thì làm được có tiền nhưng hao, đối với cái tuổi gọi là Quý Dậu. Rồi xong thầy nói tiếp về cái tuổi gọi là Tây Sửu ha. Rồi xong ta nói ha, cũng rõ ràng là Ất Dậu nè, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu và Quý Dậu đều đã có hết. Và bây giờ thầy qua cái tuổi gọi là Ất Sửu ha. Ất Sửu thì chúng ta biết Ất Sửu là Hải Trung Kim ha, cũng là Hải Trung Kim, thì đương nhiên là kim sinh thủy, thì đương nhiên trong cái tháng Sửu tháng 9 này á, là cái tuổi Sửu này ha, chúng ta phải hơi hao tài chút nha, tuy còn có tiền nhưng mà nó hao. Rồi chữ Đinh Sửu ha, Đinh Sửu thì đinh thì hợp nhâm thì nó đẹp rồi ha, Đinh Sửu hợp nhâm mà Đinh Sửu thì nó thuộc về thủy luôn ha. Đinh Sửu thì thủy nước này, nước sông, nước giếng không phạm cũng không có sao luôn ha. Thì nó đồng hành trong vậy cái tuổi Đinh Sửu là tốt, là có tiền ha. Thì tất cả những người mang chữ đinh thì dù có xấu cả nào thì nó cũng tốt hơn những cái tuổi khác rất là nhiều đối với người mang chữ đinh, căn đinh. Rồi tới kỷ Sửu ha, kỷ sửu thì 2019 2009 là tuổi nhỏ là còn đi học ha. Rồi thứ hai nữa còn 1949 ha, thì mạng là thích lịch quả thì nó rồi tốt luôn ha, cũng tốt luôn. Quả này với thủy thì không có giống như chúng ta mặt biển mà khi mà trời chuyển mưa thì sấm chớp, lửa với nước này thì đương nhiên nó tạo ra ánh hồ quang rất là đẹp ha. Xét mà đánh xuống nước thì cũng đâu có cái gì đâu ha, nó cũng không, tại vì lửa là ở trên, lửa sấm chớp là ở trên chứ không phải là lửa ở dưới. Thì nói chung là cái tuổi gọi là kỷ Sửu cũng tốt ha. Rồi đối với cái tuổi gọi là Tân Sửu, Tân Sửu 1961 ha, Bích Thượng Thổ ha, thì đứng chữ Tân bên kia là chữ Tân, nó thuộc gì vậy, là nó thủ hành kim, mà bên kia
là chỉ nhâm nó thủy thì nó cũng hơi nó bị hơi sinh sức một chút, nhưng mà thủy với thổ này hơi khác. Thì nói chung là tuổi tuổi Sửu trong cái tuổi mà Tân Sửu thì hơi xấu trong cái tháng tháng 9, phải hết sức cẩn thận ha. Chúng ta làm gì chúng ta cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận ha, làm việc gì thì cũng nên đừng có nên quyết định trong cái tháng 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 9, ví dụ đi đâu xuất hành đi chơi làm việc cầu quan là tìm tài đều cũng không hợp với tháng 9 đối với tuổi Tân Sửu. Rồi tới Quý Sửu, Quý Sửu là 1973 thạch luôn, tan đủ mộc, tan đủ mộc thì đương nhiên là thủy thì nó cũng dưỡng mộc thì nó ok. Tháng 9 thì tốt cho cái tuổi Quý Sửu, không có gì hết ha. Nhâm quý đó, thì nói là trong tất cả những cái ba cái tuổi Tỵ Dậu Sửu thì cái hàng căn âm thì nói chung là nó cũng đỡ xấu dịu hơn đối với những người cái mang căn dương ha. Những người mà mang căn dương trong cái tháng tức đó, thì đương nhiên nó sẽ bất lợi hơn những người mang căn âm đó. Thì đương nhiên căn âm nó vẫn có xấu nhưng mà xấu ít hơn là những người mang căn dương ha. Đó thì nói về cái tuổi nhâm tháng nhâm tuất ha, nhâm tuất thì thầy cũng chia sẻ cái vận hạn chúng ta cũng phải hết sức đó. Một cái năm xấu thì nó không bằng cái tháng xấu, tháng xấu không bằng ngày xấu, mà ngày xấu thì không bằng giờ xấu, mà giờ xấu một cái là đi theo ông bà luôn đó. Thì ta nói tháng tốt năm tốt không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng cái giờ tốt đó. Chúng ta thấy có những cái chuyện là thương tâm, những cái việc không đáng thì chúng ta cũng có thể mất mạng như chơi, mất mạng như chơi. Thầy nói rồi, tất cả gì chúng ta cứu người là ta nói là giống như mà xây xây còn hơn là xây chùa, còn hơn là xây tháp đó. Chúng ta cứu một người giống như một cái chuyện mà thương tâm, giống như chúng ta thấy là vụ giết người thôi đó, là ta nói là quỷ dục ha. Đó là quỷ dục, không được cầm dao cầm cái gì vô người là quỷ dục, nó sẽ khiến đó. Giết người là không đúng tay, mình thấy mình không mình la mình đó. Ví dụ như thầy nói cái vụ mà người phụ nữ mà cái cô mà gọi là 39 tuổi với cô hăm mấy tuổi ha. Đó. Cái người đàn ông đó thấy mà thấy rồi giờ người ta có tội nó cũng nặng lắm ha. Đó. Thay vì không cần ha, tại vì nếu mà đông quá, ví dụ như nhiều cái thanh niên mà giang hồ như vậy thì đúng như tránh không dám ha. Còn cái một người phụ nữ vậy thôi mình cũng hô hào mình la lên. Người đó la, nếu mà người đàn ông đó la lên thì có thể thầy nói là cứu được hai người, người đó công đức rất là cao. Còn người này không la thì là vô tình, cũng gọi là không liên can đến việc gì hết, nhưng mà vô tình cũng là hại chết hai người. Thì một người cũng sẽ gọi là ta nói hạng nặng chung thân tử hình, một người thì sẽ mất mạng đi. Đó thì chúng ta phải chúng ta phải biết đó ha. Đó, thì chúng ta thấy cái gì thầy nói rồi, cái gì lẽ phải thì mình cũng phải đứng ra mình nói. Còn mình thấy cái việc gì mình cứu được thì mình làm một cái công đức rất là nhiều. Thì mình không cứu thì mình cũng hô hào, mình kêu người khác. Đương nhiên cái điều đó là rất là tốt. Thầy cũng không ủng hộ những cái người mà gọi ta nói cũng là hơi vô tâm, là hơi cũng vô tâm. Giống như mình tuy rằng không trực tiếp nhưng mà nó cũng là đồng phạm, đồng phạm. Đó. Còn xét về cái khía cạnh mà gọi là ta nói giống như là con người mình tới cái hạng tử. Cái hàng tử là rất là xấu. Cái việc nhỏ thôi, mình cũng chết. Khi mà chết, có người thấy cũng không ai kêu, không ai giúp. Giống như mình đi tự vẫn gì đó. Rồi có những người mà chết gọi là 100% chết. Giống như một em bé mà gọi là đi liền với dòng sông đó, mới có 3 tuổi. Nhưng mà vẫn có người. Thì cái kiếp trước của người ta, độ đức hạnh, phúc đức người ta rất là cao. Phần mạng người ta rất là lớn, là có người che chở, có người... Đó, chúng ta phải làm cái gì, chúng ta lúc nào cũng làm cái việc gì, đạo gì thì chúng ta cũng phải đi đọc kinh. Chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ đến một cái việc tốt, lúc nào phải có thần linh. Mình khi mình niệm thì có những cái người theo hộ pháp, có theo phù hộ mình, cổ quyền mình theo hộ mình, những người thần linh theo hộ mình. Đó, còn chúng ta mà gọi là vô thần vô đạo thì đương nhiên không có ai cứu, không có ai theo mình hết. Thì đương nhiên mình chết rất là dễ dàng. Vụ thương tâm ở chợ đầu mối Thủ Đức nó thầy cũng chia sẻ nói sơ qua vấn đề đó ha. Chúng ta không có cái gì thì chúng ta cũng không cần trực tiếp để chúng ta tới giải cứu, nhưng mà chúng ta phải hô hào, chúng ta la lên đó. Giống như thấy có trộm cướp thì chúng ta phải la, không cần chúng ta gọi là trực tiếp chúng ta phải dí theo hay làm cái gì ha, đúng không? Đó, mình không đủ tài năng, mạng mình không lớn thì mình có cách khác. Chứng thí dụ mình thấy vậy thì mình hô hào đó. Thì những tài xế này chẳng khác thì người ta, cái người mà giết thì cảm thấy người ta cũng bị có người phát hiện, đương nhiên là người ta sẽ dừng lại thì cứu được hai mạng người. Vô tình người này đã giết hai mạng người
đó. Vô can mà vậy đó. Chúng ta đừng có nên thờ ơ như vậy đó. Thầy không khuyên là chúng ta mà cầm dao giết người mà chúng ta vô can, mình không bản lãnh thì mình đừng đó. Nhưng mà đối với một người phụ nữ thôi, mình là người đàn ông thì đương nhiên cái chuyện đó thì nó cũng khó mà xảy ra, mà người ta cái người đó có thể là xâm hại đến mình. Ví dụ nhiều người đàn ông đông quá thì không làm được, nhưng mà có một người thôi, bây giờ mình sợ quá thì mình la thôi, mình chạy mình la lên, nó có vậy đó, thì đương nhiên người này tự ta hoảng hốt, người ta cũng không dám nữa, người ta không có dám lâm nữa, người ta sợ, người ta cũng bỏ chạy. Thì cái người á, cái người chết thì người ta cũng không chết, cái người mà muốn đâm chết thì người ta cũng thoát được cái nạn, cùng lắm là cũng đi tù mà nhẹ, vẫn còn sống, còn hơn là chết hai mạng người. Rồi thì chung hôm nay chia sẻ vấn đề mà gọi về cái tuổi Tỵ Dậu Chủ trong cái tháng 9, ai có cái tháng xấu thì chúng ta phải hết sức thận trọng, còn những ai tốt thì chúng ta nên phát huy. Thì cái tháng nào thì cũng phải có người tốt, mà tháng nào thì cũng phải có người xấu. Xấu tốt là hai chuyện của vấn đề, xấu thì chúng ta ẩn đi, tốt thì chúng ta sức đầu lộ diện ha. Như vậy. Còn cái chuyện mà hạn mà nó xấu mà chúng ta mà cứ đâm đầu ra thì chúng ta giống khác nào, giống như gọi là lấy trứng mà trọi đá, chết như chơi ha. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói lần sau. Ba cái tuổi tiếp theo là Dần Ngọ Tức ha. Dần Ngọ Tức.